tôi tên là Thuận Nguyễn, tôi làm về thời trang. Đóng phim này, biểu diễn thời trang này, đóng quảng cáo này và chụp hình thời trang. Cái thời trang thì đối với tôi thì nó hơi quá. Đôi khi tôi nghĩ tôi bị bệnh là lúc nào tôi cũng thích thời trang hết, lúc nào tôi cũng nghĩ tới thời trang hết. Không phải riêng cho tôi muốn xung quanh tôi tất cả mọi người đều đẹp. Tôi muốn chia sẻ những cái gì lịch lãm, những cái vẻ đẹp của những người đàn ông Việt Nam chúng ta. Càng lan tỏa bao nhiêu tôi càng thấy là hạnh phúc bấy nhiêu. A little, not too much. Where did you learn the English? A long time ago, when I go to school, they teach English or French. Ở đây ta có nhiều khách lắm. Khách Nhật Bản có, khách Trung Quốc có, khách Australia, Mỹ. Bây giờ con có thể, con cho ta đọc, ta viết được. Bà nói được tiếng Anh, bà có nói được tiếng Pháp không? Vous parlez français? Oui, madame. Anh? Mademoiselle. Mademoiselle. Ta biết chút đỉnh thôi à, ví dụ như những con thông thường buôn bán, vậy buôn bán. Đa số khách không biết tên. Tại ở đây ta quen cái thứ rồi. Chính người ta hỏi bà là bà mấy? Dạ, thứ hai. Bà hai. À. Đó. Ta chỉ nghĩ là mình gặp khách thì mình cứ vui vẻ, mình trò chuyện với người ta. Thank you, sir. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Good luck to you. I'll come and have lunch one day. Yeah. Okay. Tôi nghĩ là tôi rất là may mắn tại giờ ở tuổi này mà tôi sống thì theo cái đam mê. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi vẫn tràn đầy bao nhiêu dự án muốn làm. Can I ask how old are you? How old am I? Tôi tên là Thuận Nguyễn, năm nay tôi 67 tuổi. According to the Vietnamese regulation, Mr. Thuận Nguyễn must have been considered as an elderly man 7 years ago. In Vietnam, the law on the elderly 2009 defined the elderly people are the Vietnamese citizens aged 60 or older. Accordingly, Mr. Thuận Nguyễn and other same age people could have been eligible to be a member for Vietnam Association of the Elderly and enjoyed the right for old people since their 60th birthday. Mrs. Hai is even more 15 years older than this legal old age. Can I ask how old are you? How old am I? Yeah. 75. How old are you? 64. It's not hard to find any other senior vendors like Mrs. Hai on every busy street in Vietnam. Some of them are gray-haired, some are completely toothless, and some with poor eyesight. So questions is, whether Mr. Thuận Nguyễn, Mrs. Hai, or others who age over 60 in today's modern Vietnamese society are already old as social beliefs, and what it actually means to be age over 60 in this country today. Physical health is the first to mention and key condition when considering about old age. The average life expectancy of Vietnamese people had reached 73.4 years. Although this number is quite high, the length of the active life period is about 9 years shorter. About 95% of the Vietnamese elderly have health problems. On average, every 8 persons suffer from 3 diseases.
The report of the National Institute of Nutrition also shows high blood pressure and heart disease are the most popular illnesses. This practice has challenged the healthcare system and the national budget on the medical care for the elderly. Whereas these public services are gradually improved, senior individuals in Vietnam have their own response to those mentioned issues. It can be seen in their self-awareness and self-discipline. As dawn breaks, the botanical gardens start to fill up. Hundreds of old people come every morning to exercise before the tropical heat makes sport unbearable. Outdoor fitness equipment have been installed in public parks for people of all ages. All are free and really get the elderly people motivated. This habit of doing morning exercise have been maintained as a voluntary way to save the time of the day and improve the health condition of the old people in the urban areas. Tôi rất là thích rất nhiều cái không khí buổi sáng. Tại đối với tôi buổi sáng tất cả đều an bình. Tôi dậy rất sớm, từ 6 giờ tới 6 rưỡi tôi dậy. Tôi tập thể thao cỡ 5-10 phút thì tôi hít đất này. Tôi bắt một cái xà trong vùng tắm, tôi hít ra cỡ 5 phút. Tôi cũng không có rượu, không thuốc, không thức khuya. Unlike Mr. Thuận and the people at Tao Dan Park, the work itself is a way to have many workers like Mrs. Hai to have a supple body. Trước khi bà bán bánh là bà làm gì ạ? Đúng ngày hết. Ngày nào một vừa tôi cũng làm được hết. Tôi bán cho tới trưa mà còn ít đồ ấy, thì đem về, rồi tự xách về. Chứ có một cái xe đẩy đi bộ về. Đi bộ từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều là bà bán được bao nhiêu ổ thì? Mấy chục ổ hả con? Bán mấy chục ổ vậy mình có thấy cực không? Quen rồi. Không có gì cực hết. Mrs. Hai is the typical model of the 8 manual laborers, relatively popular in urban and rural areas of Vietnam. In all their life, they have made a living by physical works such as farming, construction, or street vendors. Perhaps this process had trained their physical toughness. Despite some common diseases of old age, those over 60s still live independently on their own income. As recommended by the World Health Organization, WHO, the elderly's health includes both mental and social, not just without physical diseases. Nhìn chung đó, dù bệnh nhân nào đi nữa thì cái mặt tâm lý họ cũng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là cái mối quan hệ gia đình, để làm cho cuộc sống của họ nó kém chất lượng. Sự lo âu mà stress nó căng lắm, nó căng đến mức người ta họ vào cứ họ nói vậy, tôi muốn vào bác sĩ bệnh viện là tôi muốn nằm, tôi muốn về nhà gặp người nhà đó. Họ thường xuyên họ rờ cái giường, cái giường thì tôi nằm chắc tháng sau tôi vào nữa. Mà một trong những cái điển hình là những người già ở dưới quê lên, con cái đi vào Sài Gòn sống lâu lập nghiệp, vào đây ở với con cái để giữ cháu. Chỉ ở nhà mà biết đóng cửa ra, đóng cửa vô, đóng cửa. Chưa kể sự va chạm, xung đột cả mẹ chồng rồi, con rể rồi, con dâu v.v. Cái thứ hai, những người mà ở già ở thành phố mà họ sống đến lâu ngày rồi, ở lứa tuổi 55-60 là những tuổi hiện nay đó, khỏe ta vẫn còn, người ta vẫn làm việc được. Đặc biệt là những người mà có vị trí tốt trong xã hội đó, thì khi về hưu đó, họ rơi vào trạng thái hụt hẫng. Thì cái tuổi tác, cái yếu tố sinh học nó giảm đi, rồi cộng với cái yếu tố tâm lý nó nặng hơn, nó nặng nề hơn nữa, nó làm cho người già cái trùng xuống, cái đau xuống. Cái tuổi già mà nói đến nhà sinh học thì đó là nó theo một luật tự nhiên. Nhưng mà tuổi già nó mang tính tâm lý xã hội đó. Những yếu tố xã hội nó tác động đến người già, họ làm thay đổi tâm lý thay đổi gì là nó làm cái tuổi già mình có cuộc sống tốt hay không là do cái tâm lý của họ. Thời điểm này tôi chưa bao giờ nghĩ tới tuổi tác của tôi. Tôi tuy là lớn tuổi nhưng mà cái suy nghĩ của tôi nó rất là tối giản. Tôi luôn luôn dùng hai cái câu mà mọi người đều biết là không sao, thì thôi kệ. Đối với người Việt Nam thì người ta hay kiêng nói cái ngày mình sẽ ra đi.
không 10 năm thì 20 năm, không 20 năm thì cũng 30 năm nữa thì cuối cùng ai cũng phải ra đi. Thì tôi cũng chuẩn bị cho những cái ngày mà chẳng hạn đó mình cũng phải ra đi chứ. Từ mấy năm nay rồi là tôi cũng làm 3-4 cái chìa khóa. Tôi giữ một cái, có một cái chị giúp việc giữ một cái và hai người bạn thân tôi, mỗi người giữ một cái. Tôi dặn mọi người nếu mà trong 24 tiếng đồng hồ mà tôi không trả lời lại là không có cái sự gì không bình thường xảy ra, để có gì có thể mở ra vào nhà tôi và lo cho tôi những cái lúc mà không được may mắn. Có khi nào ví dụ như là bà thấy là ví dụ như mệt quá hoặc là tuổi cao mình sẽ nghỉ không? Có chứ, nhưng mà tại vì ta nghĩ rằng một ngày nào đó tay chân mình run rẩy rồi sao mình ngồi mình bán được. Nhiều khi trời mưa trời nắng thì con cũng mình có thấy cực chứ con. Nhưng mà nó có cái vui của cái người bán hàng. Đấy là làm việc chứ giờ ngồi nhà cũng buồn, không làm gì hết thì mình cũng buồn. Thôi thì mình đi bán ra đây mình gặp khách. Everyone age differently and lifestyle plays a major role. The story of Mr. Thuan Nguyen and Mrs. Hai is not exactly the same with all other elderly people in the country, but at least it shows us that age doesn't define who a person is, and when you reach a legal old age, like over 60, it doesn't mean you start to be old. Bạn có sợ già không? Chắc nhiên là sợ rồi chị ơi. À, có hả? Có không sợ già? Khi nào bạn cảm thấy mình già đi nhỉ và tại sao? Tôi thấy già nhất là khi tôi ngủ dậy và soi gương. Vì lúc ý khi nhìn gần cảm thấy mình đã bắt đầu có nếp nhăn. Khi mà tôi già nghĩa là tôi không còn thích truyện tranh, cũng không thích xem hoạt hình nữa. Hiện tại tôi chưa trả lời được tại vì tôi chưa nghĩ tôi là già. Thì một ngày nào đó nếu mà tôi cảm thấy tôi bước không được lên cái lầu mà tôi ở thì tôi sẽ cảm thấy là ngày đó tôi sẽ già. Tuổi già thì thấy thông thường y khoa vẫn định là trên 60 vân vân ha. Cái cách đó thì mình nghĩ là đó là một ước lệ để nó mang tính xã hội quản lý thôi. Nhưng mà về mặt tâm lý thì cái tuổi già nó không có cái tuổi. So, if you are reaching 60 soon or will become 60 someday, please, no worries. 60 or 65 or any other numbers are no longer the definition of old age. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Tây thanh xuân ngày nào bóng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết bôi môi. Mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh.